Xem nha, nói mọi người xem thì mình đang phơi, mình sẽ làm một video giới thiệu cho mọi người vi cá mà mình phơi sau bao nhiêu ngày ẩm. Nếu mà để thêm 2 tuần lễ nữa nó sẽ mốc, thì bây giờ mình sẽ phơi và bây giờ chuẩn bị lên dàn phơi nha mọi người xem nha. Nói mọi người xem thì mình đang phơi nhiều dòng lắm nha bạn. Đó, dòng này là cánh nè, đó, kiếm nè, kiếm to, kiếm nhỏ nè, cái này thì nó nhỏ vậy nè, toàn vi không đó nha, toàn vi không nha. Giá của nó thì tầm 9 triệu ha. Đó, lên vàng các bạn, mình cho lên vàng hết nha, chuẩn bị nó, chuẩn bị mình cho lên vàng, nó lên vàng phơi ha. Nắng rất là đẹp. Cái này tạt chà bá lửa nha, cái này 14 củ khoai, anh em cần thì lấy luôn, hơn 40 xăng nha. Nó bắt đầu kiến nè, thấy chưa, kiến nè. Đó, thì phơi một lát là sẽ đi hết, nó thấy chưa, có kiến là chứng tỏ mình không có bỏ thuốc. Này là không có lưu huỳnh thì nó sẽ bù, còn những loại mà mình mọi người bỏ ra mà không có một con kiến nó bù thì xem lại nha. Đó, hàng bắt đầu mình chuẩn bị cho lên vàng ha, lên vàng phơi, lên vàng phơi thì sau bao nhiêu ngày thì bão dông nó qua, bão số 3, bão số 5 thì bây giờ tới mình bão vi nha. Đó, bão vi nè, nó đi vàng phơi, vàng phơi. Nó phơi trong thời gian phơi mình sẵn mình tắm cho em này luôn nha mọi người xem. Nó tắm phơi cho em này luôn. Rồi, em này ai cần thì bán luôn. Bán luôn nha, 14 củ bán luôn, bằng giá luôn ha. Đó. Mới vừa tắm xong luôn ha. Lâu quá không được tắm rồi. Bảo lâu quá không được tắm rồi ha. Rồi bây giờ mình đi xung quanh khu vực ha. Còn có 2 trái thôi. Trời ơi, mưa bão rụng còn 2 trái thôi. Cái này nấu canh được nè nha mọi người. Mình sẽ làm clip cho mọi người xem nấu canh bi cá bằng cái lá này. Ai biết tên của lá này thì để lại bình luận luôn nha. Rồi ha, còn cái em này nữa nè, ai biết nó nè, cây gì ha. Rồi, bây giờ mình sẽ quay lại khu vực phơi gì ha.